Thưa quý vị, rạng sáng nay, mưa lớn đã xuất hiện tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh. Mưa dồn dập, cường độ lớn đã gây ngập úng trên nhiều tuyến đường và gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa. 4 người may mắn thoát chết khi kịp thời di rời trước khi mà ngôi nhà đổ sập sau cơn mưa. Trận mưa lớn kéo dài cho đến 8 giờ sáng, khiến đoạn quốc lộ 18, khu vực Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ùn tắc dài cả km. Khu vực ngã ba rẽ vào phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long cũng chung tình trạng. Mưa lớn cũng khiến nhiều diện tích hoa màu thuộc một số xã thuộc huyện Hoành Bồ bị ngập úng. Ngôi nhà của gia đình anh Phạm Tiến Dũng tại khu 5, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long bất ngờ đổ sập trong mưa. Rất may trước đó, hai vợ chồng anh Dũng và hai cháu nhỏ đã kịp sơ tán khỏi căn nhà nên không có thiệt hại về người. Tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 20m² bị đổ sập xuống khu vực kè phía bên dưới. Đồ đạc trong nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân phường Cao Thắng đã cử lực lượng lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản còn lại đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại và báo cáo thành phố để có phương án hỗ trợ gia đình nạn nhân. Được biết, phường Cao Thắng là địa bàn đã xảy ra vụ sập nhà làm 8 người trong một gia đình thiệt mạng trong đợt mưa lũ lịch sử vào cuối tháng 7 năm ngoái.